Nhóm nhà khoa học của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư và Di truyền học Johns Hopkins ở Mỹ cho biết, axit erythritolactic gây biến đổi gen rất mạnh. Axit này được chiết xuất từ cây mộc nam hương và đã được dùng trong đông y Trung Quốc từ hàng trăm năm qua để giảm đau và chống viêm. Nghiên cứu cho thấy, khi axit này đi vào cơ thể, nó sẽ tác động lên gen TP53, gây đổi biến gen và kích thích cơ chế gây ung thư. Kết quả nghiên cứu đối với 19 bệnh nhân người Đài Loan bị ung thư tuyến thượng thận cho thấy, trong cơ thể của tất cả họ đều có axit erythritolactic và khối u của họ có tới 753 đổi biến gen. Trong khi đó, ở 7 bệnh nhân khác cũng bị ung thư tuyến thượng thận và chưa bao giờ tiếp xúc với loại axit này, khối u của họ chỉ có 91 đổi biến gen. Mặc dù giới khoa học từ lâu đã biết rằng axit erythritolactic là chất gây ung thư, song đây là nghiên cứu khoa học đầu tiên chứng minh rằng loại axit này gây đột biến gen mạnh hơn cả thuốc lá, vốn gây ung thư phổi và tia cực tím gây ung thư da. Nhiều nước châu Âu và Bắc Mỹ đã cấm sử dụng axit erythritolactic trong bào chế thuốc từ năm 2001. Hai năm sau đó, một số nước châu Á cũng đã đưa ra lệnh cấm này.